Chân Dung, người chồng thứ hai của diễn viên Khánh Huyền. Khi nhắc đến cái tên Khánh Huyền, người yêu mến phim truyền hình Việt Nam sẽ không khỏi suýt xoa vì nhan sắc vang tiếng một thời của nữ diễn viên, người vác tù và hàng đầu. Cô là một diễn viên đa tài của showbiz Việt, gặt hái được nhiều thành công trong cả sự nghiệp lẫn diễn xuất và dẫn chương trình. Mang trong mình dòng máu nghệ thuật, Khánh Huyền được người nhà truyền lửa ngay khi còn nhỏ. Chính vì vậy mà đàn hát, diễn kịch cô đều làm rất tốt. Đối với Khánh Huyền, nghệ thuật giống như là định mệnh trong cuộc đời cô. Nó đến rất tự nhiên và cô cũng lạc quan tiếp nhận. Dù thành công trên con đường sự nghiệp, Khánh Huyền từng khiến khán giả xót xa sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Sau một năm đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Khánh Huyền đã gặp ông xã hiện tại. Cả hai đã tìm hiểu một thời gian dài và quyết định tiến đến hôn nhân. Chồng thứ hai của Khánh Huyền làm trong ngành bưu chính viễn thông. Sau khi quyết định về sống chung một nhà, Khánh Huyền đã cùng chồng và con gái riêng của nữ diễn viên chuyển vào miền Nam sinh sống. Con trai đầu để lại cho chồng cũ chăm sóc. Sau đó, Khánh Huyền sinh cho chồng thứ hai một cô con gái xinh xắn tên là Trang Nghi. Chia sẻ về ông xã thứ hai, Khánh Huyền tâm sự: anh là người có lòng tự trọng cao, thẳng thắn, chân thật. Chính vì vậy mà tôi rất thích anh ấy. Tôi tin tưởng những người đàn ông như thế. Điểm quan trọng, khi ở cạnh anh, tôi cảm thấy được yêu thương và được yên ổn. Có thể thấy, nếu như cuộc hôn nhân đầu tiên, Khánh Huyền tập trung hết thời gian cho chồng con, thì sau khi kết hôn lần hai, cô đã biết dành thời gian phù hợp cho cả công việc và lẫn gia đình. Quan hệ vợ chồng của Khánh Huyền cùng người chồng doanh nhân kết thúc khi cả hai xuất hiện nhiều bất đồng trong cuộc sống. Là một người sống tình cảm và sẵn sàng hy sinh tất cả cho gia đình, Khánh Huyền không thể đồng điệu khi công việc của chồng quá bận rộn và không có thời gian quan tâm đến vợ con. Cả hai cùng nhau có một con trai và một con gái. Con trai có tên là Minh Quân, con gái là Khánh Vi. Sự tan vỡ đó đã khiến Khánh Huyền vô cùng đau đớn và bị stress nặng. Chúng tôi chia tay vì có nhân sinh quan khá khác nhau, đó là lý do mấu chốt. Hai con người có thể có một môi trường lớn lên, sở thích hay công việc khác nhau, nhưng phải có nhân sinh quan giống nhau thì mới sống được với nhau. Bản thân tôi có những đòi hỏi cao về mặt tình cảm, mà chồng cũ của tôi làm kinh doanh nên không thể có thời gian và tâm trí để chú ý đến nội tâm của tôi. Đó là sự khác nhau khiến cho hai người sống dưới một mái nhà nhưng không cảm thấy lạc với nhau. Khánh Huyền đã lý giải về nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên. Không chỉ hạnh phúc bên chồng thứ hai và các con, mà mối quan hệ của Khánh Huyền với chồng cũ cũng vẫn tốt đẹp. Cô và chồng cũ vẫn trò chuyện, cùng chia sẻ về chuyện nuôi và chăm sóc con. Cô từng tâm sự, mỗi cuộc chia tay bao giờ cũng có lý do riêng, nhưng giờ đây mọi chuyện đã ổn rồi. Tôi và chồng cũ, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cái quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm được đó là dù thế nào thì vẫn tôn trọng lẫn nhau, vì chúng tôi là bố, là mẹ của hai đứa nhỏ. Anh ấy nuôi cậu con trai lớn, vẫn thường xuyên dẫn cháu vào Sài Gòn thăm mẹ và em gái. Tôi trân trọng điều đó, bởi dù xa con trai, nhưng cháu đã lớn và hiểu chuyện. Thêm vào đó, bố cháu cũng là một người đàn ông rất đàng hoàng. Đến hiện tại, cô đã sống tại thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm. Các con riêng của diễn viên Khánh Huyền đã khôn lớn, nhưng nhan sắc của diễn viên này vẫn xinh đẹp mặn mà như xưa. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc.